Ngày 6 tháng 8, Reuters và CNN dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết bà Kamala Harris, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ, đã chỉ định ông Tim Watt, thống đốc bang Minnesota, làm người đồng hành tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Quyết định này của bà Harris đã chấm dứt những đồn đoán về vị trí phó tướng của bà. Với quyết định này, cặp đôi Harris-Watt của Đảng Dân Chủ sẽ chính thức đối đầu với cặp đôi Trump-Vance của Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Một số nhà bình luận chính trị trước đó cho rằng, với tư cách là người phụ nữ da màu đầu tiên được đề cử bởi một đảng lớn ở Mỹ, bà Harris rất có thể sẽ lựa chọn một người đàn ông da trắng làm phó tướng để cân bằng lá phiếu. Ông Watt, 60 tuổi, là cựu thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ và là cựu giáo viên. Ông nhận được sự ủng hộ từ các cử tri da trắng ở vùng nông thôn, mặc dù ông từng ủng hộ các chính sách cấp tiến như bữa ăn miễn phí ở trường học và mở rộng chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động. Mặc dù bang Minnesota là thành trì vững chắc của Đảng Dân Chủ, song bang này lại gần Wisconsin và Michigan, hai bang chiến trường quan trọng. Bà Kamala Harris và người đồng hành Tim Watt có thể mong đợi sự chào đón nồng nhiệt tại Đại hội Đảng Toàn quốc của Đảng Dân Chủ diễn ra tại Chicago bắt đầu vào ngày 19 tháng 8. Ngoài đương kim Tổng thống Joe Biden, bà Harris cũng nhận được sự ủng hộ từ cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Tổng thống Bill Clinton. Thời gian đang đứng về phía bà Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Sau khi tiếp quản chiến dịch tranh cử từ Tổng thống Joe Biden vào tháng trước, bà Harris có rất ít thời gian xuất hiện trên đường đua vào Nhà Trắng. Tuy vậy, điều này không hẳn là một bất lợi đối với Phó Tổng thống. Một số nhà phân tích nhận định rằng, sự tham gia muộn màng của Phó Tổng thống có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng thắng cử của bà vào tháng 11, do bà Harris sẽ không đủ thời gian để tự định nghĩa bản thân trước cử tri và kêu gọi đầu tư từ các nhà tài trợ. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trái chiều. Bà Alison Danis, giáo sư nghiên cứu khoa học chính trị tại Đại học Sippenberg, chia sẻ với Business Insider rằng trong khoảng thời gian 3 tháng còn lại, chiến dịch tranh cử của bà Harris khó có thể tạo thêm bước đột phá mới, song việc duy trì sức nóng hiện tại không phải là vấn đề khó khăn đối với đội ngũ tranh cử của bà Harris. Các đảng viên Dân Chủ có thể thở phào nhẹ nhõm khi ứng viên Kamala Harris tỏa sáng với hàng loạt kỷ lục gây quỹ sau khi Tổng thống Biden quyết định rút lui. Những đồn đoán xung quanh cái tên sẽ được bà Harris lựa chọn làm phó tướng cũng giúp cho phó tổng thống thu hút thêm nhiều sự chú ý từ công chúng, bà Darkness nhận định. Đại hội toàn quốc Đảng Dân Chủ vào cuối tháng này sẽ chào đón sự trở lại của Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama. Hai nhân vật chính trị này dự kiến sẽ có bài phát biểu ủng hộ bà Harris ra tranh cử với tư cách là ứng viên đại diện đảng này. Bà Harris mở rộng ảnh hưởng trong cử tri trẻ. Ông Sergio Joe Guterres, giám đốc điều hành của Espora, một công ty tư vấn chính trị kỹ thuật số đã quản lý hơn 140 chiến dịch tranh cử trên toàn thế giới cho biết, lớp cử tri trẻ tuổi có xu hướng nghiêng về phía bà Harris trong các cuộc thăm dò xã hội. Sự ủng hộ từ nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi là đặc biệt quan trọng trong những tháng tới. Ông Trump vốn không coi trọng và cũng không được lòng nhóm cử tri trẻ sau những tuyên bố ủng hộ các khu vực tôn giáo đi chệch đáng kể so với các quan điểm chính trị của họ. Ngược lại, với phương pháp tiếp cận cởi mở trên nhiều nền tảng xã hội sẽ giúp cho bà Harris thu hút một lượng lớn phiếu bầu từ nhóm này vào tháng 11 tới, ông Guterres nói. Hồi tháng 7 vừa qua, bà Harris đã đăng tải video đầu tiên trên trang TikTok cá nhân Kamala Harris kèm dòng chú thích. Tôi nghĩ đã đến lúc tham gia rồi. Video đầu tiên của bà trên nền tảng này đạt 4,2 triệu lượt xem, 1,1 triệu lượt yêu thích và gần 68.000 bình luận. Không chỉ vậy, tài khoản TikTok này còn thu về 1,2 triệu lượt theo dõi trong vòng chưa đầy 24 giờ. Giới quan sát đánh giá TikTok là nền tảng tiềm năng với hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ, 1/3 người trưởng thành dưới 30 tuổi tại nước này tiếp cận thông tin từ TikTok mỗi ngày. Trong khi đó, ông Trump chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội của riêng mình có tên là Truth Social. Dự án truyền thông trên các nền tảng xã hội của ông Trump đang mất đi nhiều lượt theo dõi mỗi tháng, gây tổn hại đến lợi nhuận của các công ty mà cựu tổng thống đang nắm giữ. Tờ The Guardian dẫn lời nhà phân tích truyền thông Howard Pluskin cho biết, Truth Social chỉ có 2,11 triệu người dùng duy nhất vào tháng 6, giảm 38% so với một năm trước.
Ông Guterres lưu ý rằng nhóm cử tri trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 34 chiếm khoảng 1/5 dân số cả nước, tương đương 52,8 triệu người. Kể từ năm 2016, các cuộc bầu cử thống đốc và tổng thống tại Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng người trẻ đi bỏ phiếu. Giám đốc điều hành của Espora ước tính khoảng 57% nhóm cử tri này sẽ tham gia bầu cử vào tháng 11 tới, và những lá phiếu của họ nhiều khả năng sẽ thuộc về Đảng Dân Chủ. Đường đua ngắn hạn là lợi thế lớn. Theo chuyên gia Darkness, nếu bà Harris thực hiện một chiến dịch dài hơi hơn, thì việc duy trì sự ủng hộ từ những cử tri trẻ tuổi sẽ là một gánh nặng đối với chiến dịch của bà, do đặc tính hay dao động của nhóm này. Hồi năm 2016, ứng viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đã kết hợp hoạt động tranh cử với trò chơi tương tác ảo, nổi như cồn, khi ấy là Pokemon Go nhằm tìm kiếm phiếu bầu từ cử tri trẻ. Tuy nhiên, sự kết hợp này không mang lại hiệu quả như ý và người chiến thắng cùng năm đó lại đến từ đảng đối lập, ông Donald Trump. Năm nay, ông Trump tiếp tục tranh cử với một nữ ứng viên khác của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bà Harris không phải là một tin mừng đối với ông chủ cũ của Nhà Trắng. Ông Trump đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đầu với ông Biden trong nhiều tháng, đồng thời xây dựng hàng loạt các kế hoạch tấn công nhằm đánh trúng điểm yếu của Tổng thống đương nhiệm. Theo ông Darkness, việc thay đổi ứng viên tranh cử khiến cho các kế hoạch của ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa đổ bể. Cựu Tổng thống đã và đang thử nhiều chiêu bài truyền thông mới, nhiều trong số đó đã phản tác dụng. Trong quá trình thử nghiệm, ông Trump đã mắc phải những lỗi không đáng có, gây tổn hại nhiều hơn đến chiến dịch của chính ông hơn là cản trở chiến dịch của bà Harris, ông Darkness lập luận. Cựu Tổng thống Trump đã bị lên án rộng rãi khi nghi ngờ nguồn gốc da màu của bà Harris, ứng viên có cha là người Jamaica và mẹ đến từ Ấn Độ. Một số biệt danh ông đặt cho bà Harris như là Harris hay cười hay là phó tướng khúc khích không thu hút được nhiều sự ủng hộ như kỳ vọng so với cái tên Sleepy Joe buồn ngủ từng làm với ông Biden. Khi đợt tổng tuyển cử chỉ còn cách khoảng 90 ngày, vẫn chưa rõ đòn tấn công nào là hiệu quả nhất đối với bà Harris, trong khi ông Trump không còn nhiều thời gian để thử nghiệm. Tuy vậy, ông Guterres cũng cảnh báo bà Harris không nên chủ quan trước những thành công ban đầu, vì sự chú ý của truyền thông và cử tri luôn là một con dao hai lưỡi. Sự ủng hộ mạnh mẽ trong trạng cuối có thể duy trì, thậm chí là khuếch đại tầm ảnh hưởng của bà Harris. Bằng cách duy trì mức độ hiển thị cao, cẩn trọng trong phát ngôn và đưa ra lời giải phù hợp cho các vấn đề quan trọng hiện nay, bà Harris có thể tiếp tục duy trì sức nóng trong khoảng thời gian còn lại, ông Guterres nói.